Hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của anh em về iPhone 14. Chắc không anh? Thật? Chắc không? Chắc. Năm nay có iPhone 14 mini không anh? Không có em nhá. Năm nay không có iPhone 14 mini mà chỉ có iPhone 14 Plus thôi. Lộ cả ốp rồi đấy. iPhone 14 Plus nhá. iPhone 14 có tăng giá không? Khả năng cao là có. iPhone 14 Pro của năm nay nhiều khả năng sẽ tăng giá 15% so với iPhone 13 Pro của năm ngoái. Cụ thể là 100 đô. Tại sao lại tăng giá thế hả? Tại vì họ muốn thế. Được thôi. Thực ra tại vì năm nay iPhone 14 Pro sẽ có rất nhiều cải tiến và thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, iPhone 13 Pro sẽ có thiết kế tai thỏ, còn iPhone 14 Pro sẽ có thiết kế như thế nào? Năm nay iPhone 14 có Type-C không anh? Có, C2 Lightning. Mặc dù EU đã đặt thỏa thuận thống nhất về cổng sạc Type-C, tuy nhiên nhiều khả năng là iPhone 14 năm nay vẫn sẽ sử dụng cổng Lightning, còn cổng Type-C thì phải mấy năm nữa. Bao giờ thì bán iPhone 14 hả anh? iPhone 14 sẽ được chính thức mở bán vào ngày 16 tháng 9 và tất nhiên tôi sẽ sang tận bên Singapore để mua iPhone 14 về cho anh em xem. Đón chờ nhá. Đấy, giá cao như thế nên là nếu như mà anh em đang quan tâm đến những mẫu iPhone đời cũ hơn, ví dụ như là iPhone 13 Pro Max, giá chỉ hơn 27 triệu đồng tại Cellphonet. Đặc biệt là nếu như mà anh em nào mà là sinh viên có trong 20 trường Campus Tour cùng Cellphonet sẽ có mức giá ưu đãi chỉ hơn 26 triệu đồng đi kèm nhiều ưu đãi lên đời và thanh toán khác. Chi tiết ở link bên dưới nhá.